Rồi, hello, xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Các anh em bẫy chim trên mọi miền đất nước. Tại đầu video dạng cũng xin chúc sức khỏe đến các cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Rồi, cái đó là ok nha các bạn, chúc cái đó là ok. Rồi, hôm nay mình đi bẫy cu đất, đi với lại ca phấn. Đây, đây cá phấn đang làm khum, vừa làm lưới xong các bạn ơi, mệt quá, cắm trước cây nè coi. Mới làm lưới xong mà nắng quá, nắng trời nắng quá, ăn miếng lúa chét nè các bạn. Hello, chào anh em nha. Đó. Lúa chét mà lúa mùa nha, đây, 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 đây. Lúa chét lúa mùa đó, miếng lúa chét này người ta bỏ nè các bạn, không biết người ta bỏ chưa nhưng mà chắc người ta không có cắt nữa đó. Ta cắt rồi rồi, hôm mình vừa làm xong các bạn ơi, ngồi kế bên luôn nha các bạn, bữa nay quay cho các bạn xem ok luôn đó. Đây là cái đồng mã nha. Thôi con cũng xin ông bà phước mặt phước mày cho con xin quay một video rồi. Ông bà độ hộ cho con quay cái video này triệu like nha ông bà. Ông bà phước mặt ở đây cho con xin quay cái video nha. Rồi cảm ơn ông bà. Rồi các bạn đón xem nha, chừng nào cu về mình quay cho các bạn xem. Bầy cu này đông lắm nha các bạn, bầy cu này bự con không à, bạn đón xem nha.
tập bạn ơi. Em này chắc thả luôn quá. Chút xíu mình thả luôn nha các bạn. Dính nào bà đây. Tao là cái nha các bạn. Đây bạn ơi, tơ nữa nha bạn, cặp nó luôn, à, cặp tơ luôn các bạn ơi, à, già chưa ra nha các bạn, tơ không à. À, già chưa ra không. Chín nữa bạn ơi, à, nữa nha bạn.
tơ nữa các bạn ơi, nè tơ không các bạn, những ai già sao chưa thấy ra. Đến các bạn ơi, à, chú nha các bạn. Hai chú các bạn ơi, chim tơ không mà nghe các bạn, hôm nay mình thấy chim gà nó không ra mà dính chim tơ không à các bạn ơi. Ơi thành quả mình bữa nay được có 5 con à các bạn ơi, tơ không à nha, rồi tơ không à 5 em thì thôi à, mình cũng xin kết thúc video đây luôn nha các bạn. Nếu các bạn xem video mình thì nhớ ủng hộ mình nha, cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.